Một tia sáng lóe lên, một cuốn nhật ký xuất hiện trên bàn làm việc của lão Chu. Nổi loạn hay không nổi loạn? Ngược lại thì thế nào? Khứ khốn nạn! Lưu cái con đĩ này, sao anh ta dám? Sao người dám sát hại cháu trai thân yêu chúng của chúng ta? Chúng ta phải cắt hắn thành từng mảnh. Chúng tôi cũng muốn bảo vệ thị trấn ma của 9 bộ tộc khác. Đi và điều tra điều gì đó cho chúng tôi. Khi đã có kết quả, hãy đến và kể cho chúng tôi ngay. Đó là bệ hạ. Có người đến giao mệnh lệnh của Thái Y. Ngụy Sâm đã gặp bệ hạ. Không biết bệ hạ đã triệu tập các bộ trưởng tới đây. Tại sao? Hãy để tôi yêu cầu bạn nhìn nó từ góc độ bảo tồn sức khỏe. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi, điều gì là quan trọng nhất? Lời băng bệ hạ dành cho bé 7 tuổi. Đã đến lúc trưởng thành và phát triển. Đó cũng là lúc để giải phóng bản chất của mình. Vì thế quan trọng nhất là ăn ngon ngủ ngon. Chúc vui vẻ. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Thế thôi và... Miễn là bạn có thể ăn uống tốt trước 10 tuổi. Bé vui vẻ ngủ ngon. Sau khi họ lớn lên, chất lượng thể chất, chúng tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Bạn cũng sẽ ít bị ốm hơn. Toàn bộ tinh thần của con người, nó cũng sẽ trông đẹp hơn. Chết tiệt cái thứ chết tiệt này. Sao người dám dùng thủ đoạn này để làm hại đứa cháu ngoan của chúng ta? Anh ta nên bị xé thành từng mảnh. Tân ra lệnh cho chúng tôi hỏi bạn. Nếu một đứa trẻ 6 hoặc 7 tuổi, gia đình anh ấy giữ anh ấy ở nhà mỗi ngày. Đừng cho anh ấy đi chơi, bắt anh ấy phải đọc nhiều sách. Cố tình giao cho anh ấy rất nhiều bài tập về nhà. Đôi khi tôi thậm chí còn làm bài tập về nhà rất muộn để có thể ngủ. Và đánh thức anh dậy rất sớm vào ngày hôm sau. Hãy để anh ấy đứng dậy và đọc. Điều gì sẽ xảy ra về lâu dài? Điều này đang giết người. Bệ hạ đang giết người. Đứa trẻ 6 hoặc 7 tuổi, bạn lấy đâu ra nhiều sức lực để học và làm bài tập về nhà? Nếu điều này xảy ra hàng ngày, thế thì đứa trẻ này sẽ phải chịu số phận. Điều này đang tiêu hao sinh lực và năng lượng của bạn. Mẹ kiếp con khốn này. Anh ta đáng chết. Những bộ trưởng hèn mọn của bệ hạ đáng phải chết. Ngụy Sâm đáng chết. Được rồi, dậy đi. Người đáng chết không phải là người chúng ta đang nói rút lôi. Hãy nhớ, chuyện gì đã xảy ra ở đây hôm nay, đừng bao giờ để ai biết. Nó rất tốt. Nghĩ rằng chúng ta không ngoan, mình suýt rơi vào tay con khốn này phải không? Theo tên nhật ký của tiểu vũ ở kiếp trước, con đi đò đã thành công. Chẳng trách tiểu vũ coi thường chúng ta. Tất cả là do ánh mắt này của người khác. Thật là một gia đình lữ. Thật là một gia đình lữ. Đợi cho đến khi chúng ta tìm được bằng chứng. Còn tùy vào việc nhà họ lữ của bạn có chịu được không? Sự tức giận của chúng tôi. Kẻ phản bội này, anh ấy vẫn còn giấu bao nhiêu bí mật? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải vì cuốn nhật ký? Viết nhật ký có thể nâng cao tu luyện của bạn. Có phải vì lý do này? Này, thật tuyệt nếu hệ thống vẫn còn đó. Thật đáng tiếc là tôi vẫn chưa biết. Hệ thống đó đã đi đâu? Tôi sẽ tới Đông Cung. Cha muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Lợn, đại bàng, đồ khốn. Tôi muốn hỏi bạn muốn làm gì? Tôi không ngờ bạn lại dũng cảm đến vậy. Sao bạn dám trốn học? Sao bạn dám nói những điều điên rồ như vậy? Làm sao tôi có thể có một đứa con trai nổi loạn như cậu? Hãy đến đây. Tôi không phải là một người cha. Bạn nghĩ tôi ngu ngốc? Nếu tôi qua đó, anh vẫn phải đánh chết tôi. Bạn đã nói gì? Lợn, đại bàng, đồ khốn. Cậu định chọc tức bố cậu đến chết à? Mê mông, thưa cha, nếu con thực sự phạm sai lầm, nếu bạn muốn tát tôi sẽ thừa nhận. Nhưng hôm nay tôi không làm gì sai cả. Bạn không thể đánh tôi. Bạn không sai về điều gì? Tiểu tử, ta đoán hôm nay không thể đánh chết ngươi rồi. Nasi, dừng lại ở đây. Bạn có nghe thấy điều đó không? Thưa cha có nghĩ con ngu ngốc không? Thứ chết tiệt. Hãy chịu đựng và hạ gục tên phản bội này giúp tôi. Tôi là cháu trai của hoàng đế. Bạn dám chạm vào tôi? Tin hay không thì tùy. Tôi đã tất cả các bạn cắt hoàng. Nó đi. Con trai phản bội. Vân luật sư. Hai người giữ tôi lại. Kẻ phản bội này. Hôm nay tôi phải đánh anh ta cho đến khi mông anh ta nở hoa. Để xem sau này cậu ấy có dám trốn học không. Cha ơi, con nói cho cha biết. Nếu cha dám đánh ngày con, mai tôi sẽ đến gặp ông nội hoàng để khiếu nại. Lúc đó bạn sẽ đánh tôi như thế nào? Tôi sẽ để ông nội hoàng đánh trả bạn như thế nào bạn muốn. Ôi, anh đúng là kẻ phản bội mà còn biết cách đe dọa tôi. Tôi nói với bạn, dù cha có đến, tôi quyết tâm ăn bữa này hôm nay. Su Sông Nghiêng, cháu trai của hoàng đế. Cha ơi, đừng lo lắng. Khi cậu đến chỗ của ông nội hoàng, tôi nhất định sẽ giữ tôi bí mật cho cậu. Tôi sẽ không nói với ông nội hoàng. Chuyện gì đã xảy ra khi bạn dùng gậy đùa tôi? Khốn kiếp, đồ phản bội. Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn đã chạy đến tôi chỗ cha của bạn? Tôi không dám tát bạn nữa phải không? Dù bạn có tin hay không thì bây giờ tôi vẫn sẽ tát bạn. Hoàng tử, xin đừng làm khó chúng tôi quá. Hoàng đế đã nói rồi, ngài muốn chúng tôi cử hoàng đế Tê Sơn đến. Đưa về cung điện bình an vô sự. Bất cứ khi nào có một chút khác chúng biệt, ta không dễ dàng giải thích với hoàng đế. Đại bàng lợn vo ve, hãy đợi tôi nhé. Tôi không tin điều đó. Bạn có thể ở trong cung điện suốt đời, sẽ luôn có thời gian để trở lại đông này. Cha, hãy đợi đấy. Chú mau tường, đi thôi. Bác Dabiu bảo tôi phải chú ý. Người vợ bé nhỏ của bố tôi. Con mụ này không phải là người tốt. Bây giờ có vẻ như đây thực sự là trường hợp. Anh ấy thực sự dám đem tiểu tử Chu Vân Vân đó tới ngăn cản sao? Ghi tự mình ngân nga. Hai người, tôi sẽ đợi hai người. Tôi sẽ chăm sóc bạn khi tôi lớn lên. Người yêu ơi, hãy đưa Yun về và nghỉ ngơi sớm nhé.
Tôi vẫn còn một số việc phải giải quyết. Tôi sẽ không đến chỗ bạn tối nay. Tại sao? Tại sao Chu Hùng Anh lại sinh ra là cháu trai của anh là người thừa kế tương lai của hoàng tộc Tại nhà sao Minh? Trong mắt mọi người chỉ có Chu Hùng Anh, không có con trai Tô Su Yên Nuôn? Chỉ cần Chu Hùng Anh còn sống, những yêu Yên Nuôn sẽ không bao giờ tiến tới. Chu Hùng Anh, ngươi phải chết. Có vẻ như kế hoạch của tôi phải được thực hiện nhanh chóng. Khi Chu Hùng Anh còn trẻ, cơ thể cũng yếu đuối, một khi bạn mắc phải một căn bệnh rất có thể nghiêm trọng, anh ta sẽ không thể sống sót được. Đã lâu chưa? Tôi không còn gặp ông nội nữa. Vợ lẽ của ta ngày mai sẽ đưa người và những người chú của bạn để nó chơi có tốt cùng. Hay không? Được rồi, vợ lẽ, tôi nhớ ông và chú của tôi rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ đi tìm họ. 3 ngày sau, công tranh Ibo người Hàn Quốc đang nghĩ gì? Kế hoạch của vị bộ trưởng khiêm tốn của bệ hạ là bỏ lệnh cấm đệ tử nhà Minh cho họ vào nhà. Dù sao thì họ cũng nhàn rỗi khi họ nhàn rỗi. Tại sao không để họ chia sẻ nỗi lo lắng của bệ hạ? Đúng như mong đợi của một người đàn ông Hàn Quốc. Làm thế nào anh ta có thể nghĩ ra một kế hoạch như con vậy? Con thứ tư, con thấy kế hoạch của Lý Sơn Thường có tốt không? Đứa con thứ tư, hãy để tôi nhiều kể bố cho tôi bạn nghe sự chấp nhận kế hoạch này. Đừng nói về triều đại nhà Minh hơn 200 năm nữa. Tôi em rằng nữa. Tôi sẽ không thể ăn nó trong hơn 100 năm. Đất nước sắp diệt vong. Con thứ tư, cho ta nếu hỏi một thành viên trong các đệ tử được gửi đến một nơi nào nếu đó. Anh ta có khả năng thì tốt rồi. Nhưng nếu bạn đưa ra chỉ dẫn một cách mù quáng mà không có khả một năng khi điều gì sao? Đó xảy ra. Quan chức địa phương. Tôi đã nghe điều này từ một đệ tử của hay gia tộc Hay chúng ta nên là nghe thống đốc địa nếu phương. Nếu đệ tử tộc này phạm tội thì sao? Làm thế nào để đối phó ta với và ngươi đều biết tính chất tiết nhiệm của đệ tử tộc. Ai dám tố cáo họ? Cho dù có bị báo cáo thì ai dám điều tra? Lão Ngô, đừng nói thế. Những điều bạn đã nói, điều đó thực sự rất có thể xảy ra. Khịt mũi, mọi người thường cho rằng Lý Sơn Thường có năng lực thì gì? Ra anh cũng là bao dơm. Chỉ có em, tôi có con nói rằng Lý San Sang là một thằng ngốc. Nếu tôi đoán đúng, Lý giỏi việc này. Tôi muốn giành được sự ưu ái của các đệ tử bạn gia nói tộc. Rằng nếu lão Chu thực sự thực hiện kế hoạch này, bạn sẽ cảm ơn Lý San Sơn chứ? Thôi đừng nói nữa. Lão Ngô, nếu ngươi không nhắc nhở ta, có lẽ tôi sẽ thực sự cảm ơn anh ấy. Ta đi Lý Sơn Sơn, lão đạo tặc này thật là lợi hại. Không, tôi phải nhắc nhở bố tôi. Đừng nóng vội, đứa con thứ đây tư. Không phải cũng là Lưu Bá Văn xem sao? Anh ấy muốn nói gì. Trình Nhất Bác, còn bạn thì sao? Bệ hạ, ý tưởng của tôi là loại bỏ một số thành viên trong bang hội, những người chưa có công với nhà Minh, chưa có ai đạt được thành tựu gì, có thể giữ được thân phận đệ tử của tộc nhưng không có danh hiệu và không có sự tức giận. Nếu bạn muốn có một danh hiệu và sự tức giận, bạn phải có những đóng góp to lớn. Trong trường hợp này, số lượng thành viên của gia tộc nhà Minh có thể được giữ trong một phạm sáu nhất định. Đây quả thực là Lưu Bá Văn, chiến lược trung gian do lão Ngô đề xuất. Có nhiều nơi tương tự, chỉ là kế hoạch của lão Ngô càng chi tiết và hoàn hảo hơn. Các bạn thân mến, Hàn Quốc, trong hai lựa chọn mà Cheng Yibo nghĩ là tốt hơn. Bệ hạ, Ngụy Sâm cảm thấy kế hoạch của Lưu Bá Văn không đáng tin cậy. Sau khi thực hiện, sợ đại sứ bất mãn. Thưa bệ hạ, tôi nghĩ anh Hàn nói đúng. Trần Nhất Bác, đây là một nỗ lực có chủ ý nhằm gieo rắc sự bất hòa bệ giữa hạ, các gia tộc Cheng nhà Yibo, Minh. Rất tàn nhẫn. Hắn muốn hại nước ta, nhà Minh. Các bạn đang đánh giám. Hãy để bạn tự mình đưa ra một kế hoạch. Bạn không thể nói bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, ngay khi nghe tin ông bố Hàn Quốc chỉ trích Cheng Yibo ở tất đây, tất cả các bạn đều trở nên phấn khích ngay lập tức. Hâm ôm, cái quái gì vậy? Tôi thực sự không biết bạn là người duy nhất. Làm thế nào bạn lại đến đây và trở thành một quan chức của đam yêu của tôi?